Nhiên chào cô bác anh chị em, chị chào Dương Vi. Nói về cái chủ đề mà tên giặc già khủng bố Lê Đình Kình, thì cái tổ chức này là cái tổ chức khủng bố. Thì Nhiên mong sao tất cả cô bác anh chị em chúng ta, những anh chị nào lấy mà để đưa lên YouTube đó, thì anh chị nhớ đưa lên một cái hố 7, bề dài 2 mét, bề ngang 1 mét, đưa vô cái những cái anh chị em chúng tôi đang phản biện và đang muốn nói về cái điểm mà ngày 7 tháng 9 này chuẩn bị là tòa án đang kêu án là 29 đối tượng tiếp tay cho tên giặc già Lê Đình Kình. Thì ở đây Nhiên cũng nói với cô bác anh chị em như thế này: tên giặc già Lê Đình Kình qua mấy lần, mấy nhiệm kỳ, đúng không Dương Vi? Mấy nhiệm kỳ Vâng. làm chủ tịch bí thư xã, thì gọi cái tên Lê Đình Kình này, tên giặc già Lê Đình Kình này có phải là tên tham nhũng không anh chị, đúng không cưng? Tham nhũng lấy đất Ông công, ấy lấy đất miếu môn để mà lấy đất miếu môn là để mà phục vụ cho mà làm sân bay miếu môn, để mà phục vụ cho cả nước mình, cho đất nước Việt Nam mình, để phục vụ cho nhân dân. Mà tên giặc già Lê Đình Kình này là tham nhũng, nói chung là một tên giặc già lợi dụng chức quyền tham nhũng lấy đất công để làm riêng cho bản thân và phục vụ riêng cho gia đình nó. Khi đảng nhà nước lấy lại thì nó biết trước là sự việc này, là nó biết trước là nó sẽ bị khống chế để mà đưa ra pháp luật, thì nó đã xây một cái hố bề dài 2 mét, bề ngang 1 mét. Ai nói cái giếng đó giếng trời? Tôi hỏi 30 tên luật sư, chị và em, và tất nhiên hôm nay tất cả cô bác anh chị em chúng ta hôm nay xoáy vào cái chủ đề này, hỏi 30 tên, mẹ tao kêu gọi là 30 thằng luật sư đi, tao hỏi 30 thằng luật sư chúng mày nha, mà bảo vệ cho tên giặc già, đồng bọn với tên giặc già Lê Đình Kình đấy. Tao hỏi chúng mày là công dân trên đất nước Việt Nam đúng không? Chúng mày có muốn đất nước Việt Nam, chúng mày có muốn bao che cho những cái thằng mà tham nhũng không? Hay là chúng mày muốn cùng với bác Nguyễn Phú Trọng đưa những người tham nhũng đó đem ra để đốt? 30 thằng mà luật sư đang bào chữa cho những cái thằng mà những cái con mà khủng bố trong cái nhóm Đồng Thuận, mà cái nhóm khủng bố của thằng giặc già Lê Đình Kình đó nha. 30 thằng luật sư chúng mày mà bảo vệ cho những cái thằng mà khủng bố đó đó, thì chúng mày y như cái thằng giặc già Lê Đình Kình, bảo vệ cái sai, bảo vệ tham nhũng, là chúng mày muốn là đất nước này bị suy sụp đúng không? Cho nên chúng mày muốn bảo vệ cái sai. Thằng giặc già Lê Đình Kình lấy đất công, lấy đất sân bay bán cho 14 hộ dân đó, vậy là sao? Nó là sai hả? Vậy là 30 thằng luật sư cho là những cái tên đó là đúng đúng không? Bây giờ hỏi Em 30 còn thằng nhớ luật sư một chi nè. tiết này này à, chị Nhiên này. Năm 1981, 1982 là ông Lê Đình Kình đương chức bí thư đảng ủy xã Đồng Lâu. Thuận, và đất quốc phòng đó người ta đến đo đạc và ông trực tiếp giao cho bên quốc phòng. Nhưng Bây mà giờ về sau á, ông nghỉ hưu là ông quay ra ông tham lam, ông tham ô tham nhũng, bị cách chức khai trừ ra khỏi đảng. Đấy, và cái sự rồi việc mà ông kêu gọi mọi người ấy, mua sắm vũ khí các thứ, ông đào hố để phủ bạt lên thiêu chết ba chiến sĩ cảnh sát này, cái điều đó có thật mà 30 tên luật sư đó nó biện hộ kiểu gì, kiểu cái nè, đó là vi phạm hành mà người dân người ta không biết, rồi chị nói cho em nè, không bây thể chấp giờ nhận mở được. tất cả, Nhiên muốn mời em mời tất cả anh chị em chúng ta lên phẫn nộ về 30 thằng luật sư này, bảo vệ cái sai, bảo vệ cho một cái tổ chức khủng bố mà cái tổ chức này gọi là con cháu của thằng tham nhũng. Vậy là nó đã là 30 thằng luật sư này quốc tịch đang sống trên đất nước Việt Nam, tại sao không bảo vệ khai trừ những cái thằng tham nhũng mà đi bảo vệ cái sai, bảo vệ cái tham nhũng để đỡ cho đất nước để mà suy sụp hay sao? Vậy 30 thằng luật sư này gọi là gì? Bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách, chỉ sống vì đồng tiền, không biết bảo vệ đất nước, bảo vệ cái sai 30 thằng luật sư này nha.
Tôi là dân, tôi không có chính chị, chính anh, chính em nha. Tôi hỏi ba, tao hỏi 30 thằng luật sư mà bảo vệ cho tổ chức khủng bố Lê Đình Kình á, cha con cháu của thằng Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Chức á, tao hỏi và bọn nó, tao hỏi 30 thằng luật sư tụi mày, thằng giặc già nó tham nhũng, nó tham nhũng, nó lấy đất chung đó, đất công đất chung á, đất quốc phòng á, á để phục vụ cho đất nước, phục vụ cho nhân dân. Nó làm sai như vậy nó biết trước ha, nó biết trước sẽ sao, mời nó ra nó không đi sẽ làm sao, nó khủng bố, nó xây một cái bẫy, cái hố dài 2 mét, bề ngang 1 mét, mà 30 thằng luật sư chúng mày gọi là cái giếng trời á. Tao hỏi 30 thằng luật sư tụi mày á nha, tao hỏi nè, cái giếng nó, cái giếng trời, cái giếng trời thì ở dưới đó là có phải có lỗ không? Tại sao cái giếng trời gì mà bị dài 2 mét, bề ngang 1 mét mà xây đứng sững, không có lỗ, có hang gì trơn, mà xây đứng sững mà 4 mét, bề cao 4 mét. Vậy hả ba chào chục thằng luật sư? Tao hỏi, giả sử gia đình chúng mày làm cảnh sát cơ động đi, làm phòng cháy chữa cháy như 3 chiến sĩ công an đó đi, mà rớt xuống cái hố cái bẫy của thằng giặc già Lê Đình Kình, nó có âm mưu từ trước nhiều năm qua như vậy, tao hỏi 30 thằng luật sư chúng mày, chính gia đình chúng mày mà nó là phục vụ cho đất nước như vậy, mà lại rồi khống chế thằng Lê Đình Kình, mà nó tổ chức, nó có khủng bố, có muốn giết người từ trước, vậy tao hỏi 30 thằng luật sư chúng mày, thì chúng mày bảo vệ nó bằng cái gì? Chúng mày nhìn cái hố đó đây, cái hố bề ngang dài 2 mét, bề ngang 1 mét, đứng sững, bề cao 4 mét, mà nó có chuẩn bị trước, nó ngông cuồng nó lên, nó nói là tao có 200 lít xăng, có 20 bình ga mới tinh, tao có, tao mua lựu đạn, tao mua dao chế. Rồi thằng Lê Đình Công nó lên trên mạng nói giờ vô 300 tên là nó sẽ giết, nó thiêu chết 300 tên. Vậy tao hỏi 30 thằng luật sư á, tụi mày bảo vệ cho những cái thằng mà khủng bố mà đang sống trên đất nước Việt Nam, cái tổ chức cha con thằng giặc già Lê Đình Kình, nó sống trên đất nước Việt Nam, mà nó coi luật pháp đất trên đất nước Việt Nam không ra gì hết. Tao hỏi 30 thằng luật sư, nhưng mà chúng mày á, mà bảo vệ cho thằng tổ chức đó đi qua bên Mỹ á, làm luật sư cho thằng Mỹ á ha, nó bắn nát đầu luôn, biết chưa? Có thằng nào mà đi bảo vệ cho những cái thằng mà gọi là khủng bố không? Khủng bố có tổ chức, mà khủng bố có tổ chức mà chuẩn bị trước hầu như nhiều năm luôn, chứ không phải 1-2 năm gần đây nữa. Xấy vào các bài trả lời phỏng vấn của bọn nó trên các bài phản động ấy, anh chị, các bài đó em biết không? Các bài của tổ chức phản động là sao? Thằng Dũng Vô Va, con Nguyễn Thí Hạnh nha, rồi Cấn Thị Thiêu, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, rồi ai nữa em đọc tên tiếp, kêu gọi tiền, khuyên góp tiền để mà cùng để đưa cho thằng Lê Đình Kình có sổ sách, mong sao qua cái vụ việc này mà tòa án phải xử hả, gọi là gì, tử hình hết, không bọt luật sư ấy. Đó là nhiên chào tất cả anh chị. Em trả lời cái phần của em Z nói gì đó, em gì? Dạ. Em Z đang nói gì đó? Nhưng nói thật lòng cô bác anh chị, về những cái tên luật sư này bào chữa cho những cái tên mà những cái tên con cháu Lê Đình Kình và những cái con nuôi, rồi những cái thành phần mà chống người thi hành công vụ mà thiêu người đốt người, và khi mà thiêu người mà đốt người đốt sống lên chị, nhớ này, danh sách của các thành phần nó ủng hộ tiền xong rồi kêu gọi cho ứng cho cái phong trào tổ đồng thuận rất là dài, toàn là bọn phản động ở nước ngoài, Việt Tân này,
bọn Voi Thịnh Hội này, bọn Phạm Đoan Trang này, đấy, có cả Nguyễn Quang A này, BPSOS này. Mong sao Nhiên, mà Nhiên xuống rồi á, chị mong sao á, gì này Vương Dương Vi, chị xuống rồi á, mời các anh chị lên. Hôm nay chủ đề, nói thẳng về chủ đề, sắp tới đây là Tòa án Nhân dân ở Hà Nội là xử 29 đối tượng, là 29 đối tượng này là cùng trong tổ chức khủng bố Lê Đình Kình. Bọn chúng mua bom, mua xăng nè, xong là mua lựu đạn về nè, lập bót, có nghĩa là làm rào cản, ngăn cản người vào trong thôn thôn Hoành à, thôn Hoành xã Đồng Tâm này. Đấy, xong là lên gây áp lực với chính quyền địa phương này. Cái điều đó thể hiện là gì? Thể hiện là mang tính chất côn đồ khủng bố. Đấy. Còn vô hiệu hóa cả chính quyền xã Đồng Tâm nữa cơ. Nó lên gây nhiễu, vô hiệu hóa chính quyền, không cho chính quyền làm việc, gây rối mất trật tự công cộng, mua lựu đạn, dùng bom xăng, dùng xăng thiêu chết người, đó là hành vi khủng bố, giết người dã man, phải xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Còn những cái kẻ đứng đằng sau nữa cơ, con cháu của Lê Đình Kình đang công tác tại xã Đồng Tâm này này, cũng phải đem ra xử lý, quy rõ trách nhiệm. Vì sao anh chị là cán bộ, là người làm trong cơ quan nhà nước không khuyên giải được gia đình mà ngược lại để cho gia đình làm loạn cả khu vực xã Đồng Tâm, làm cho người dân người ta bất an, mất ăn mất ngủ, bởi vì cái ổ nhóm đồng thuận của Lê Đình Kình cầm đầu này. Đó thì quý trọng Lê, tôi yêu cầu chúng ta đăng một status để kêu gọi tòa án nên xét xử kỹ và nên bác bỏ những lời biện hộ vô giá trị của những luật sư vô đạo đức đó, để đòi lại công bằng cho ba chiến sĩ đã bị bọn khủng bố Lê Đình Kình giết hại. Thì Nhiên cũng giống ý của mà Lê Quý Trọng y chang như vậy. Nhiên mong sao tòa án hãy lấy lại sự công đạo, công đạo là công bằng, lại lấy lại những cái gì mà ba chiến sĩ ta đã hy sinh, phải xử cho đúng người đúng tội. Tên giặc già Lê Đình Kình này và cái tổ chức là con là Lê Đình Công, còn cháu là Lê gì, Lê Đình Chức, đã khai Nguyễn Dứt Hiểu rồi Nguyễn Văn Tiễn khai trên đài VTV 1 và đài An Ninh TV, khai mà nghe gùng gợn, nói là Dũng Vô Va đưa 30 mấy triệu rồi mua lựu đạn nè. Dũng Vô Va nha, Dũng Vô Va, có thằng Nguyễn Văn Tiễn nói là Dũng Vô Va đưa 30 mấy triệu mua gì, mua bom xăng, mua lựu đạn. Dũng Vô Va, rồi Nguyễn Thế Hạnh, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Hà Hơi tiếp sức và bọn phản động RFA, rồi VO, đài VOV, rồi đài của thằng Trịnh Hội. Anh chị nghĩ đi, anh chị nghĩ, cô bác anh chị nói tới mà về mà cái tổ chức khủng bố Lê Đình Kình này nó tàn nhẫn, nó độc ác, mà nó có tổ chức từ trước. Mà anh chị nha, vô cái clip mà của bọn nó còn đăng ở trên YouTube, nó nói nè, các chiến sĩ ta đi lên không thuộc địa hình cho nên mới gớt xuống cái hố đó. Anh chị đi lên trên YouTube coi cái hố mà gia đình của thằng Lê Đình Kình mà nó đã chuẩn bị nhiều năm qua, nó xây bề dài 2 mét, bề ngang 1 mét mà bề cao đứng 4 mét anh chị. Thì nó đã tham nhũng, nó lấy đất công của nhà nước mình để nó làm riêng, nó cho bản thân nó, thì nó biết trước sự việc xảy ra cho nó làm cái hố đó. Thì cái bọn phản động nói đó là cái giếng trời. Bây giờ bước lại chân tới gia đình của thằng Lê Đình Kình coi cái hố đó có phải là đúng cái giếng trời không. Cái giếng trời là phải là hãy có cái lỗ ở dưới, đặt một là bên hông nhà, hay là hoặc đặt ở trong bếp để làm chi, có gió trời đã lòn xuống vô nhà. Mà tại sao mà cái giếng trời gì từ trên thẳng xuống không có một cái lỗ nào đi vô nhà hết, là sao gọi là giếng trời? Có đó là gọi là bẫy. Nó đặt bẫy từ lâu để mà nó thách thức
công an của mình vô để chống người thi hành công vụ. Cho nó ngông cuộn, nói là thằng Lê Đình Công nói là 300 tên vô thì nó giết 300 tên, nó chắc 500 tên thì giết 500 tên. Cho nên là nó rất là ngông cuồng, tại vì nó xây cái hố đó là đặc biệt, cái hố đó là chỉ duyên gia đình của thằng Lê Đình Kình biết thôi, chứ người ngoài không biết. Anh chị coi lại cái hố đó đi, có phải đúng cái giếng trời không? Đúng là cái thằng giặc già và cái tổ chức khủng bố Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu, Bùi Nguyễn Văn Tiễn và một số tên còn lại đó. Nó thiêu sống ba chiến sĩ ta rất là khốn nạn. Mà chiến sĩ nó đốt xăng, đổ xăng xuống 10 lần thứ nhất thì các chiến sĩ ta kêu la rồi. Đau đớn. Em còn nhớ một cái chi tiết này này. Trong lúc ba chiến sĩ đang đi vào đấy thì những cái thành phần ở trong cái tổ Đồng Thuận này này dùng dao phóng liềm với là cả cái pháo ấy, gạch đá ném ba người này mới rơi vào cái hố đó, xong bọn chúng mới đổ xăng vào chậu, lấy là can 5 lít xăng ấy, đổ vào chậu xong là lấy cái đá cái chậu xuống mới vứt lửa xuống thiêu. Thì ba chiến sĩ này dùng bộ đàm gọi ra ngoài, trong lúc gọi ra ngoài lửa gần tắt rồi, thế ông Lê Đình Công lại tiếp tục đổ xăng vào chậu, đổ xuống cái hố đó thiêu thẳng cẳng luôn, dã man một cách như vậy. Thì bào chữa cái gì, những cái tên luật sư này làm vậy có đúng với lương tâm nghề nghiệp của mình hay không, hay là vì nhận tiền của các tổ chức phản động, hay là những thành phần dân chủ cuội để cố tình bào chữa xuyên tạc cái vụ việc này để chạy tội chạy án cho những thành phần khủng bố giết người dã man này. Cái chị nói thêm như vậy nè, mà chính thằng Lê Đình Chức là cháu nội là khai trên mạng xã hội, khai lên đài VTV1 là chính thằng Lê Đình Chức là cháu nội, mà thấy thằng Lê Đình Công là con của Lê Đình Kình đó, là đổ 5-7 lần gì đó, 3-5-7 lần gì đó, chính miệng nó nói luôn. Hỏi cô bác anh chị, một con người mà đang phục vụ cho đất nước mà nó thiêu, nó đổ xăng xuống mà nó đốt sống một con người, mà khi mà chiến sĩ ta với các cô bác anh chị nghĩ đi, chiến sĩ ta kêu gào như vậy, la hét, ba người la hét như vậy, mà một lần đâu nó đổ xăng một lần, rồi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, anh chị nghĩ đi, cái tội này nó độc ác, không bao giờ thể nào mà tha thứ được, không có cái nước nào mà nhúng tay vào cái chuyện này được đâu cô bác anh chị. Cô bác anh chị biết không, bây giờ gọi 200 quốc gia trên thế giới này mà bước chân vào thấy cái cảnh đó, mà cái bọn mà tổ chức mang gỡ khủng bố Lê Đình Kình này, thì những cái đất nước ngoài lắc đầu chứ không bao giờ dám cắt lên tiếng nói. Nhưng nó thật lòng với cô bác anh chị, thật là đau đớn cô bác anh chị, nói tới là chịu không nổi. Thôi nhiên chào cô bác anh chị, để cho anh Phú lên đi. Chị chào Dương Vy. Anh chị hôm nay cái chủ đề của em Dương Vy là sấy về hôm ngày mốt là ngày xử án của cái bọn tổ chức khủng bố Lê Đình Kình. Anh chị cứ lấy cái hố đó ra, rồi lấy những cái gì nó khai trên đài VTV, anh chị đó cứ phản biện và 30 tên luật sư này, 30 thằng luật sư này lấy tiền của bọn phản động nước ngoài hay sao mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách, mà bây giờ phải đăng ký ra để mà tôi phải bào chữa cho những cái thằng khủng bố mà giết người, mà đốt người, mà thiêu sống như vậy. Thật sự á, nhưng thật sự mà nói, thật sự 30 thằng luật sư này mà hay là muốn bia nổi để cho tôi qua cái vụ này, cho nên văn chữ tôi để tôi bia cái bằng luật sư của tôi lên. Ủa các người và mấy ông luật sư này mà gọi là gì, là yêu đất nước, yêu dân tộc này hả? Vậy mà nó bằng luật sư cái gì? Nó thật sự tôi mà làm luật sư như các ông, tôi nói thật lòng, cái thành phần đó hả, mẹ cho nói viết đơn cho nhà, cho tòa án xử bắn mẹ cho xong, khỏi có luật sư luật xéo gì chứ. Thật lòng mà nói, các người mà bảo vệ cho những cái thành phần này, tôi nói thật lòng không, nhân dân trong nước nhớ mặt từng người, chụp hình của các người này lên, đây là những thằng luật sư bào chữa cho những cái tên mà khủng bố giặc già Lê Đình Kình, cái bọn giặc mà tham nhũng Lê Đình Kình.
Nhưng chào cô bác anh chị, nhưng xuống nha, chị Sợ xuống nha, Dương Di mời anh chị lên khác lên để mà nói cái vụ này. Nhưng chào anh chị. Vâng.